Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, chiều thứ Năm ngày 11 tháng 1 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình tranh cử của nước Mỹ như thế nào rồi? Quý khán thính giả biết, ở bên phía đảng Dân Chủ thì dự trù là đương kim Tổng thống Joseph Biden sẽ được đề cử thôi. Dầu trong những ngày qua, người ta cáo buộc nội các của ông có những sự mở ngoặc đóng ngoặc là lùm xùm, nhất là về vấn đề Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin nhập viện liên quan đến vấn đề mà ông ung thư nhiếp hậu tuyến. Nhưng ông không có nói rõ và mở ngoặc đóng ngoặc ông giấu. Cho đến khi mà truyền thông báo chí khui quá rồi thì ông mới thú nhận là đây là chuyện riêng rất tinh tế, nên ông không có báo cho Hội đồng An ninh Quốc gia cũng như là Tổng thống Joe Biden. Điều này Đảng Cộng hòa cáo buộc là vi phạm những nguyên tắc điều hành quốc gia, nhất là người đứng đầu của Bộ Quốc phòng phải trực diện để lo những vấn đề mà đang nóng bỏng trên toàn thế giới, như là chiến sự ở Israel và Hamas, như là chiến sự giữa Nga và Ukraine, và nóng bỏng khi mà Chủ tịch Kim Jong-un ở Triều Tiên tuyên bố điều này điều nọ có thể là khởi động lại chiến tranh Triều Tiên. Thì họ nói Bộ trưởng Bộ Quốc phòng như vậy là không có xứng đáng, ông phải từ chức đi. Nhưng mà rõ ràng Tổng thống Joseph Biden không có quản lý nghiêm những người thuộc cấp của mình như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Lloyd Austin. Dẫu vậy thì ai cũng nghĩ rằng đương kim Tổng thống Joseph Biden của Đảng Dân Chủ sẽ được đề cử bởi Đảng Dân Chủ thôi. Đó coi như là nắm chắc trong tay 9.999 trên 10.000, tức là cái con số sơ sót không còn bao nhiêu nữa hết. Bây giờ bước sang Đảng Cộng Hòa thì dầu muốn hay không muốn, cựu Tổng thống Donald Trump dẫn đầu, nhưng còn có những người đang đấu lại ông, trong đó vẫn còn hai người nổi bật là đương kim thống đốc Ron DeSantis và cựu thống đốc của South Carolina là bà Nikki Haley, cũng là cựu đại sứ ở tại Liên Hợp Quốc. Chuyện này thì tôi sẽ đi sâu ở phần sau, vì hai người này cách đây mấy tiếng mới có cuộc tranh luận ở tại tiểu bang Iowa. Nhưng mà tôi muốn nói riêng về cựu Tổng thống Donald Trump một chút xíu. Cựu Tổng thống Donald Trump đang đối diện với 90 mấy tội đại hình ở nhiều tòa án hình sự ở Washington DC, ở Georgia và ở Florida. Riêng ở tại Washington DC thì luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump nói đó là ông hành xử với tư cách là Tổng thống khi ấy, thì tất cả những gì mà ông hành xử đó nếu mà bị truy tố thì chỉ được truy tố bởi Quốc hội, bởi Thượng viện mà thôi. Và ông đã được Thượng viện coi như là exonerate ông, tức là cho ông tự do rồi. Vậy bây giờ còn truy tố ông thì các tòa án của các tiểu bang cũng như là của liên bang không có thẩm quyền. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu mà truy tố như vậy thì vi phạm hiến pháp. Theo điều 6 của tu chính án hiến pháp là double jeopardy, tức là nguy hiểm lần thứ hai, truy tố lần thứ hai là không có được. Ông đã đưa ra điều này ở tại tòa án Washington DC, và công tố viên đặc biệt Jack Smith đã bác và muốn rằng là tối cao pháp viện phải quyết định chuyện này ngay, nhưng tối cao pháp viện không chịu. Thì để cho thủ tục bình thường đưa lên trên tòa phúc thẩm của Washington DC, thì kỳ vừa rồi có ba người họp cách đây 2 ngày thôi đã ra phán quyết. Họ nói rằng là cựu tổng thống Donald Trump có đặc quyền miễn nhiệm truy tố của một vị tổng thống, nhưng rất là hạn chế, chứ không phải là chuyện gì cũng được miễn nhiệm hết. Có một vị thẩm phán hỏi ông, nếu mà là tổng thống á,
làm những cái chuyện này chuyện nọ bậy bạ về hình sự như vậy thì cũng được miễn nhiễm à. Nên miễn nhiễm là miễn nhiễm cho một vài gì trường hợp đó thôi, chứ không phải là hình sự này hình sự nọ là đều được miễn nhiễm hết. Và đương nhiên á, phe của cựu tổng thống Donald Trump kháng án lên trên tối cao pháp viện, thì chuyện này cuối cùng tối cao pháp viện cũng sẽ giải quyết. Đó là một vị tổng thống như thế có được miễn nhiễm, không bị truy tố trong một số vấn đề hay không. Và vấn đề mà nổi loạn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, cựu tổng thống Donald Trump coi như đã được thượng viện tha bổng, thì các tòa án của tiểu bang cũng như liên bang có quyền truy tố ông hay không? Đó là một vấn đề. Ông cũng đưa cùng lý luận như thế ở tại Georgia và ông xin là bãi nại, nhưng mà mọi người đang đợi quyết định của tối cao pháp viện. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó là tối cao pháp viện ở tại Colorado nói rằng ông đã là ủng hộ cho cuộc nổi loạn, nên 4 trên 3 quyết định là ông không được ở trên lá phiếu. Đó là một tiểu bang. Còn tiểu bang Maine thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ở nơi đó, đó quyết định là không cho ông ở trên lá phiếu. Thì Ủy ban tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã kháng án lên trên tối cao pháp viện, và tối cao pháp viện cũng đang sẽ có phán quyết. Vậy thì cũng đang đợi, đó là vụ thứ hai. Dẫu vậy, tiểu bang Colorado vì cựu Tổng thống Donald Trump đã kháng án nên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nơi đó cũng đã chính thức để tên cựu Tổng thống Donald Trump trong lá phiếu bầu cử sơ bộ của tiểu bang. Bước sang chuyện thứ ba, đó là về vấn đề hình sự thì xong rồi, bây giờ bước sang vấn đề dân sự. Cựu Tổng thống Donald Trump và tổ chức công ty Trump bị kiện do công tố viên ở tại New York là bà Leticia đó, nói rằng là công ty Trump và gia đình Trump đã nâng cái con số tài sản của mình, nâng khống lên để mượn tiền, để vay mượn này nọ làm lời, cho nên đã thu lợi cả mấy trăm triệu Mỹ Kim. Thì bây giờ đó là phải trả lại cho tiểu bang khoảng chừng 350 triệu Mỹ Kim. Đây là vụ án dân sự, họ nói rằng là chứ là gian lận con số, fraud, misrepresentation. Cựu Tổng thống Donald Trump đã bị chánh án ở nơi đây quyết định nhiều lần liên quan đến vấn đề là ông có fraud, tức là có sự gian lận. Và cựu Tổng thống Donald Trump đã tấn công vị thẩm phán cũng như là các nhân viên của tòa án vân vân và vân vân. Và đã bị chính tòa án ở đây bịt miệng, ra cái gag order, tức là gag bịt miệng ông và luật sư của ông. Rồi cái vụ đó đó, ông Trump ông kháng án lên trên tòa phúc thẩm. Trong lúc mà kháng án lên trên tòa phúc thẩm thì chánh án ở nơi đó, chánh án của tòa sơ thẩm này bị hâm dọa giết rồi đủ thứ hết. Thì tòa phúc thẩm cho rằng cái việc mà ông bị bịt miệng như vậy á, nó có hạn chế là đúng thôi. Vì nếu mà để ông sử dụng tòa án như là một phương tiện để ông vận động tranh cử, để ông tấn công vào đối thủ và tấn công những người ông không ưa thích, thì nó rất nguy hiểm. Nên ông đã bị cả tòa phúc thẩm cho rằng lệnh mà bịt miệng ông nó có hiệu lực ở trong một số trường hợp. Thế hồ sơ đó đã được trở về lại tòa sơ thẩm. Và ngày hôm qua, tòa sơ thẩm của New York có quyết định để mà gọi là closing argument. Closing argument tức là cái luận cuối cùng á, hai bên trình bày, luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump trình bày và bên phía của công tố viên về dân sự trình bày. Tức là cái bài closing argument. Trước đó đó thì cựu Tổng thống Donald Trump và luật sư của ông nghĩ rằng là ông nên xuất hiện để có đôi lời trong closing argument. Nhưng mà thẩm phán ở đây là thẩm phán Erdogan, ông thấy rằng là cựu Tổng thống Donald Trump có thể sử dụng việc mà cái bài luận cuối cùng đó
để mà vận động tranh cử, tấn công vào tòa án, tấn công vào người này người nọ, nên mới yêu cầu nói rằng ông có quyền có closing argument, nhưng mà ông phải hạn chế lại, chỉ liên quan đến vụ án thôi, chứ không thể nào dùng tòa án như là một sân khấu để vận động chính trị, tấn công vào Tổng thống Joe Biden, tấn công vào người này người nọ, tấn công vào tòa án v.v. Nếu mà không tuân thủ điều này thì chánh án không có cho. Điều này bên phía của luật sư cựu Tổng thống Donald Trump không trả lời, cả một tuần không trả lời, và cứ xin khất gia hạn, gia hạn. Cuối cùng là còn có 7 phút trước cái thời hạn cuối cùng, luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng là cựu Tổng thống Donald Trump không đồng ý và bây giờ chúng ta xin gia hạn thêm để suy nghĩ như thế nào, thì chánh án Erdogan nói không, take it or leave it. Leave it. Tức là nếu muốn cựu Tổng thống Donald Trump ra có closing thì chỉ trong phạm vi liên quan đến pháp luật ở tòa án đó, không có được tấn công, không có được vận động tranh cử. Thế là cựu Tổng thống Donald Trump không có ra tòa để mà có closing. Và bây giờ nó mới trở sang cái câu chuyện là ở Iowa. Iowa thì bên phía đảng Cộng Hòa đã để cho bên phía truyền thông cánh tả, đó là CNN, đứng ra tổ chức cuộc tranh luận cuối cùng. Đây là cuộc tranh luận cuối cùng. Vào tối thứ tư của giờ của bên Mỹ, cuộc tranh luận cuối cùng ở Iowa. Vì Iowa sẽ có cuộc tranh cử sơ bộ đầu tiên. Cuộc tranh luận cuối cùng này đó thì chỉ còn có hai người à. Người thứ nhất là bà Nikki Haley, cựu thống đốc của South Carolina và cũng là cựu đại sứ của Mỹ ở tại Liên Hợp Quốc do chính cựu Tổng thống Donald Trump trước kia đề cử và bổ nhiệm đó. Người thứ hai là đương kim của Florida, thống đốc Ron DeSantis. Hai người này, người mà drop out, tức là bỏ rồi, là cựu thống đốc của New Jersey, ông Chris Christie. Ông nói rằng thôi ông bỏ, ông không có đủ tài chánh. Ở bên Mỹ khi mà tranh cử, người ta coi con số những người mà đóng góp tài chánh có mạnh hay không thì mới cho phép tranh cử. Thì ông Chris Christie kia này bỏ cuộc. Như vậy là nhiều ứng cử viên lúc đầu là 9 người thì bỏ cuộc hết, coi như bây giờ hết 7 rồi, chỉ còn có hai người thôi. Đó là bà Nikki Haley và ông Ron DeSantis. Trong lúc mà hai người tranh luận với nhau thì đương nhiên cựu Tổng thống Donald Trump không có tham dự, vì ông gác điểm xa quá. Ông lại tổ chức một cái cuộc họp gần đó và rất là nhiều người ủng hộ ông tới nơi đó. Một mình ông là chiếm lĩnh cả cái sân khấu chính trị rồi của đảng Cộng Hòa. Thế kỳ này bà Nikki Haley và ông Ron DeSantis tranh luận thì người ta cho rằng cũng ngang ngửa thôi, không có cái gì mới lạ cả. Mỗi người một sở trường, bà Nikki Haley thì nói về sở trường về ngoại giao quốc tế, còn ông Ron DeSantis thì vấn đề mà nội bộ của đảng Cộng Hòa, về vấn đề nội bộ của nước Mỹ thì nhiều hơn. Hai người kỳ này không có tấn công nhiều vào cựu Tổng thống Donald Trump nữa, vì chiêu bài đó hết ăn rồi. Hơn nữa đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã được nhiều người góp ý là nên chọn bà Nikki Haley ở trong liên danh làm phó cho mình cơ mà. Cựu Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc là chọn bà Nikki Haley làm phó. Dẫu vậy, cựu Tổng thống Donald Trump bị sự phản ứng phản đối của một số người, trong đó có người con trai trưởng của cựu Tổng thống Donald Trump, đó chính là anh Donald Trump Jr., không muốn bà Nikki Haley đứng chung liên danh với bố. Thì cuộc mà tranh luận giữa hai người, bà Nikki Haley và ông Ron DeSantis, nó không có sôi nổi, không có hào hứng, vì không có ai tấn công cựu Tổng thống Donald Trump nhiều nữa.
Mà hai người thì ai cũng biết rồi cái vị thế của họ rồi. Nên những cử tri đảng Cộng Hòa ở tại Iowa cho rằng hai người ngang ngửa với nhau. Và ai cũng nói rằng là chứ không xuất hiện nhưng cựu Tổng thống Donald Trump đã thắng cuộc tranh luận này rồi. Vậy thì dự trù cựu Tổng thống Donald Trump sẽ được đề cử bởi đảng Cộng Hòa. Con số có lẽ thấp hơn bên phía của đảng Dân Chủ đề cử cho đương kim Tổng thống Joe Biden. Nhưng bên phía của đảng Cộng Hòa thì nghĩ rằng chỉ cần qua vài tiểu bang sơ bộ thôi thì tất cả những người còn lại như bà Nikki Haley lẫn đương kim thống đốc Ron DeSantis cũng bỏ cuộc. Và khi ấy có lẽ vào tháng 4 hoặc tháng 5 thì cựu Tổng thống Donald Trump có lẽ chọn người làm phó đó. Thì biết đâu được một đối thủ trước đây cũng là cái người cấp dưới là bà Nikki Haley á, đã được cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm đại sứ ở tại Liên Hợp Quốc á. Thì biết đâu được bây giờ đó là trở lại trong đàn của cựu Tổng thống Donald Trump để mà khuất phục và làm việc với cựu Tổng thống Donald Trump. Vậy thì dự trù cựu Tổng thống Donald Trump sẽ được đề cử luôn. Hai người thì rõ ràng rồi. Bên phía đảng Dân Chủ thì đương kim Tổng thống Joe Biden. Bên phía đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump thì có nhiều vấn đề hơn. Nhưng mà ai cũng dự trù tối cao pháp viện của Mỹ không dạy gì có những phán quyết mà có thể gây sự xáo trộn về chính trị và có nhiều người cuồng trăm nổi loạn thì chính trị của Mỹ bất an. Nên người ta dự trù tối cao pháp viện sẽ ra phán quyết là hãy để cho cử tri quyết định, chứ không thể nào tiểu bang này tiểu bang nọ cấm cựu Tổng thống Donald Trump không tranh cử được. Và về vấn đề mà truy tố cựu Tổng thống Donald Trump thì hiện nay một số người cho rằng lý luận của bên phía của Ủy ban tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump có những cái sự chuẩn xác, nhưng mà cũng không chuẩn xác khi mà nói rằng là quyền hạn của Tổng thống thì chuyện gì cũng được miễn trừ, không có bị truy tố là không có đúng. Quyết định này thì nhiều người nói bên phía tối cao pháp viện của Mỹ sẽ chơi cái chiêu hoãn cho đến khi nào mà cuộc bầu cử xong, tránh đi những sự xáo trộn nếu mà có phán quyết, sợ nhiều người làm loạn. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi về việc tranh cử ở bên nước Mỹ. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.